Rồi, hello, mình chào thầy các bác ha. Thì hôm nay các bác cùng em đi dọ một vòng mấy cái xuồng composite hôm nay giá cả như thế nào. Và thứ nhất, cái thứ hai nữa là em tư vấn cho các bác mấy cái xuồng composite nào để phù hợp cho nhu cầu của các bác luôn nha. Rồi, đầu tiên thì các bác thấy đây cái vỏ lường này, kêu là cái vỏ lường nha, 3m9 nha các bác. Giá từ 2 triệu mấy 3 triệu tùy theo cái độ dài. Thì cái này là nó có thiết kế hộp câu cá riêng nè, các bác có thể đi câu dễ dàng. Cái này cano Thái nha các bác, cano Thái đi được tầm 1 tới 2 người ha. Cái này thì chuyên dùng để đi đua thôi. Đây mấy cái vỏ lãi bên em ha, như mấy cái này là trong đây là nó 9m2 nè, mà tải nó tới 2 tấn lận, tại cái bề hông nó bự á, thì nó giá nó tầm 10 mấy triệu, từ 17-18 triệu cho lên ha. Rồi mấy vỏ 5m4, 4m5 đây là bên đây của em có nè ha. Rồi mấy anh đang ginh cái vỏ lường, cái này vỏ lường loại dài bự rồi ha. Vỏ lường này tới 5m4, giá nó cũng cỡ 4-5 triệu ha, không có mắc ha. Rồi đây, em cho mấy anh vô trước một cái. Đó. Giờ nói chung là vỏ lãi rồi xuồng ghe bên em đủ kiểu đủ giá hết à. Các bác có cần loại nào thì các bác cứ alo em. Này giới thiệu mấy cái tam bản này 4m5 nha các bác. Loại này 4m5, giá cái 2 triệu mấy 3 triệu ha. Rồi, vô sâu vô thì mấy cái cano nè, này là kêu là cano á. À, nó có thành bảo vệ lan can cho các bác dễ cục dây ha. Mấy cái này 4m5 nè, là vậy cái bề ngang 1m2 thì giá từ 8 triệu ha, từ 8 triệu nha các bác. Đây mấy cái bồn nuôi lươn của bên em ha, này bồn nuôi lươn nè ha. Cái này dài, chiều dài của nó là 2m nha các bác, cái chiều ngang của nó là 1m, cao lên tầm 6 tấc nha ha. Giá của nó cũng ổn định thôi, tầm 4-5 triệu, 5 triệu mấy ha. Rồi tùy theo kích thước của nó nữa. À, trong đây em còn rất là nhiều bồn nuôi lươn ha. Bác nào có nhu cầu thì cứ alo em chở tới chỗ lấy tiền nha các bác ơi. Này mấy cái tiếp theo thì đây thì bé đang kiểm kho. Hello mọi người các em. Hello. Rồi, ngại cái gì không biết, cái này kêu là cái bo bo các bác, tại cái đầu nó thiết kế nó nhọn ra nè. Chưa cái bo bo ha. Cái này nó 3m3, giá cỡ từ 5 triệu ha. Cái này loại này nó dày hơn. Nó dày hơn cái vỏ lường ha. Rồi ví dụ mà các bác nào mà muốn đi tầm 4-5 người á, mà muốn rộng rãi á, thì các bác có thể chọn cano ha. Còn mình đi câu cá, mình đi câu chiên, đi câu cá thôi á, thì mình có thể dùng cano hoặc là vỏ lường từ 4m tới 5m ha, thì cái đó tùy các bác lựa chọn ha. Còn vỏ lãi thì các bác chuyên để đi sóng lớn á, vỏ lãi là chuyên đi sóng lớn ha, đi ra sóng lớn đâu này kia đâu ha. Là ví dụ đi 4-5 người thì lấy cái tròn tầm 5m trở lên là các bác có thể phù hợp với nhu cầu sử dụng của các bác ha. Vô mình đi hồ này kia thì mình sẽ chỉ chọn mấy cái loại vỏ lường này thôi. Đi cặp mé sông hay đi sông nhỏ hay đi hồ thì mình dùng vỏ lường nó sẽ thích hợp cho các bác hơn ha. Nói chung vỏ thì bên em còn rất là nhiều loại ha, màu sắc cũng như loại khác nhau. Bây giờ mình cùng đi qua mình xem mấy cái vỏ này. Cái này vỏ lãi 6m7 nha các bác. Cái dưới này nè, để em quay cho các bác xem ha. 6m7 này có thể đi được 6-7 người, mà nói chung là tải được 1 tấn á các bác. Cái vỏ 6m7 nè, mình hay tải được 1 tấn nha. Cái vỏ này thì nó phù hợp cho đi du lịch đồ này kia đó, chở khách đồ thì mình thiết kế máy che thêm ha. Rồi, qua bên đây tiếp tục gửi tới mấy bác nha. Đây cái vỏ này vỏ 8m1 này tải luôn, này cả 2-3 tấn à. Rồi tiếp theo đây cái cano, đây em quay rõ cái cano các bác xem. Cái này cano 4m ha. Mình tải được khoảng tầm 500 kg nha. Mà nói chung là nó có cái bề hông rộng rãi. Thí dụ các bác nào có nhu cầu mà đổ sàn dày á, thì mình em vẫn đổ cho các bác bình thường ha. Là cái nghĩa là cái sàn nó ở đây nè, nó liền luôn. Chứ thôi là em sẽ đổ bích lên bích cái cong này luôn ha. Thì nó sẽ dễ dàng ha cho mình ha. Thì tùy bác thôi, có nhiều bác về sẽ lót dán, có nhiều bác thì muốn bên em đổ lót hết cái sàn luôn ha. Rồi tiếp tục bên đây thì em gửi tới mấy bác cái vỏ lãi nha. Đó. Vỏ lãi mấy vỏ này bự rồi, 8m mấy 9m rồi, cái này 9m mấy luôn rồi ha. Rồi mấy cái này là phù hợp cho mình đi, tại cái vỏ thiết kế của nó là cái mũi này rất là dày, nó chẻ sống được ha. Cái vỏ lãi thì 4m5 mình có thể đi được 4 người ha. Thì cái loại này đi sông lớn này thoải mái rồi, giá nó từ 5 triệu cho lên thôi, nó cũng rẻ lắm. Bên em thì có dịch vụ vận chuyển trên toàn quốc cho các bác hết ha. Nếu mà bác nào có nhu cầu á thì cứ liên hệ cho em qua số điện thoại là 02703948999 nha các bác ơi. Đây mấy cái vỏ lường 3m9 khi nãy nè. Hả? Bây giờ em vô trong em quay ha. Máy xăng đuôi tôm bên em vẫn có cung cấp cho các bác đầy đủ ha. Bác nào thích thì cứ liên hệ em sẽ quay hết mấy cái máy xăng, nói chung tư vấn kỹ càng cho các bác để các bác có thể
nói chung là theo dõi được kênh của em. Rồi thứ nhất, thứ hai nữa là theo dõi được xuồng ghe xuồng nào thích hợp gắn máy nào ha, rồi sẵn đi tư vấn luôn cho bác ha. Ví dụ mà các bác nào mà muốn chạy nhanh á thì các bác cứ mua cái vàng sexy cái máy 5.500 thôi, rồi mình về mình bác nào mê tốc độ thì về độ bình xăng bông mai vô, rồi gắn chân dịch thái vào. Chân dịch thái thì tầm 100-200 nghìn cây đó, thì chạy tốc độ rồi. Còn nếu mà bác nào có điều kiện thì là dùng máy 6.500, còn máy 15.000 thì nó chỉ phù hợp cho các bác nào mà đi cái xuồng tầm 6m trở lên nha. 6m trở lên là đi máy 15.000, 16.000, 18.000, 20.000 là khỏe nha các bác. Đó, bây giờ em đem quay cho bác xem ha. Rồi mấy anh đang dời xuồng. Rồi, dính ra luôn anh. Đó. Rồi, dính ra, phải không anh? Phải ra ha. Đó, giờ mấy cái xuồng nói chung là vô cho nó ngăn nắp lại ha, để các bác dễ xem hơn, nói chung là dễ xem xuồng hơn nha. Rồi bên đây là em gửi thêm bác mấy cái cây dắt nè. Cây dắt 1 người, cây dắt 2 người thì có đầy đủ hết ha. Cây dắt này đây, cái cây dắt bên đây nè. Cây dắt 1 người, cây dắt 2 người ha. Rồi ok, bác nào quan tâm mua hàng thì cứ liên hệ cho em qua số điện thoại là 02703 948999 nha. Rồi cảm ơn, hẹn gặp lại các bác vào video tiếp theo.